Tạ ơn Chúa và trân trọng kính chào quý vị, ông bà, anh chị em. Tôi xin gửi đến tất cả quý vị có mặt ở đây một lời chúc mừng và chúc cho tất cả quý vị kinh nghiệm và phải nói kinh nghiệm bản thân về sự thương xót của Chúa, về ơn giải cứu của Chúa đối với mọi người chúng ta.